Ten Hag xin lỗi người hâm mộ vì Ronaldo. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đã xin lỗi người hâm mộ Moldova khi được hỏi về quyết định với Cristiano Ronaldo. Vào lúc 13 giờ 45 phút đêm nay, ngày 15 tháng 9, Manchester United sẽ đến Moldova làm khách trên sân của Serif lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League. Sau trận đầu tiên thua Real Sociedad không một ngày tại Old Trafford, rất nhiều người hâm mộ Moldova đã đổ về sân bay Kishinev để chào đón Cristiano Ronaldo và các cầu thủ MU khi họ đáp chuyến bay đến thủ đô Moldova vào chiều thứ tư giờ quốc tế. Đội trưởng 37 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha chính là điểm thu hút người hâm mộ bóng đá ở quốc gia Đông Âu. Các fan Moldova rất muốn nhìn thấy Ronaldo thi đấu nhưng huấn luyện viên Erik Ten Hag đã từ chối xác nhận Ronaldo sẽ ra sân. Trong buổi họp báo trước trận đấu, khi được truyền thông hỏi Ronaldo sẽ ra sân ngay từ đầu hay ngồi dự bị, huấn luyện viên Erik Ten Hag của Manchester United đã nói lời xin lỗi. "Tôi xin lỗi, người hâm mộ Moldova sẽ phải đợi đến ngày mai. Những người hâm mộ muốn chụp ảnh selfie với Ronaldo hoặc xin chữ ký Ronaldo sau trận đấu cũng có khả năng thất vọng và Ten Hag cho biết United sẽ không ở lại vì họ phải bay thẳng trở lại Manchester. Sau trận đấu, chúng tôi phải đến thẳng sân bay và trở về Manchester vì các cầu thủ có nhiệm vụ quốc tế và họ phải chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia." Chiến lược gia người Hà Lan của đội chủ sân Old Trafford cho biết, Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Man United trước Serif vì cả Marcus Rashford và Anthony Martial đều dính chấn thương. Ten Hag thừa nhận MU buộc phải thắng trận đấu này sau khi họ chịu thất bại sốc trên sân nhà Old Trafford trước đại diện đến từ Tây Ban Nha Real Sociedad vào tuần trước. "Mọi trận đấu đều giống nhau, chúng tôi phải giành chiến thắng," huấn luyện viên Erik Ten Hag nói rõ. "Rõ ràng là khi bạn thua ván đầu tiên, bạn phải thắng ván thứ hai. Vì vậy chúng tôi biết nhiệm vụ của mình là gì." Đây cũng là trận đấu cuối cùng của United trước kỳ nghỉ quốc tế vì cuộc đụng độ vào Chủ nhật với Leeds United tại Premier League đã bị hoãn lại và Ten Hag khẳng định sẽ tung đội hình mạnh nhất vào sân. "Chúng tôi luôn đối đầu với một đội mạnh, vì vậy rõ ràng ngày mai chúng tôi sẽ chơi với đội hình mạnh nhất." Ten Hag rất tôn trọng Serif. Đội đã giành được 6 chức vô địch Moldova liên tiếp gần đây nhất. Erik Ten Hag lưu ý rằng Serif giành chiến thắng trước Real Madrid tại Bernabeu và Santander ở Champions League mùa trước và khẳng định Serif sẽ là đối thủ khó khăn với MU. Serif màn Europa League bằng chiến thắng 3-0 trước Omonia Nicosia của huấn luyện viên Nolanen và Ten Hag nói họ đã đánh bại Real Madrid và họ đã đánh bại Santander năm ngoái. Vì vậy họ có khả năng làm được điều đó. "Manchester United phải biến nó thành trận đấu của mình, chúng tôi nhận thức được thực tế đó. Chúng tôi phải sẵn sàng và chuẩn bị cho trận đấu này. Đó là một đối thủ nghiêm túc, có phong độ tốt và chúng tôi phải chơi hết sức mình để giành chiến thắng."